Tại Computex diễn ra vào đầu tháng 6 tại Đài Loan thì AMD đã công bố sản phẩm CPU thế hệ tiếp theo mang tính đột phá nhằm mở ra kỷ nguyên mới cho trải nghiệm AI. Được xây dựng trên kiến trúc Zen 5 mới nhất, bộ xử lý máy tính để bàn AMD Ryzen 9000 series mang lại hiệu suất IPC trung bình ấn tượng tốt hơn 16% so với kiến trúc Zen 4 của thế hệ bộ xử lý Ryzen trước đó. Theo dự kiến ban đầu, toàn bộ các sản phẩm sẽ được ra mắt vào thị trường cuối tháng 7. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của AMD, CPU 9000 series sẽ lên kệ vào đầu và giữa tháng 8. Việc dời thời gian ra mắt nhằm đảm bảo quy trình test sản phẩm trước khi xuất xưởng theo đúng yêu cầu. Sớm nhất trong số các con chip thuộc dòng 9000 series, AMD Ryzen 5 9600X là một trong số các bộ vi xử lý tầm trung dự kiến lên kệ vào ngày 8 tháng 8. Các đặc điểm nổi bật của em chip này đó là xung nhịp cơ bản 3,9 GHz và xung nhịp boost tối đa lên tới 5,4 GHz. Trong các sản phẩm thuộc 9000 series, chỉ có Ryzen 5 và Ryzen 7 có xung nhịp boost tăng so với thế hệ trước, trong khi Ryzen 9 vẫn giữ nguyên. R5 9600X mang lại hiệu suất đa luồng tương đương với R7 7800X 3D, nhưng điện năng tiêu hao lại thấp hơn so với thế hệ trước, 65W so với 105W của R5 7600X. CPU tương tác tốt hơn với các phần cứng khác như PCIe 5.0, AVX 512 cải tiến để hỗ trợ tác vụ AI và RAM DDR5 Burst 5600. Các thông số cơ bản bao gồm 6x12 luồng, xung nhịp cơ bản 3,9 GHz, xung nhịp tối đa 5,4 GHz, bộ nhớ đẹp L3 là 32 MB. Cùng với đó là tiến trình sản xuất chỉ với 4 nanomet, TDP chỉ 65W, hỗ trợ PCIe 5.0 kèm với đó là socket AM5, hỗ trợ RAM DDR5 tốc độ lên tới 5600 megatransfer trên giây, cùng độ họa tích hợp Radeon Graphics với 128 shaders và RDNA 3+. Ngày chính thức mở bán trên thị trường là ngày 8 tháng 8, giá bán dự kiến là 8.100.000. Sắp tới, Hacom sẽ đưa ra các video đánh giá về sản phẩm mới này nên các bạn hãy nhớ follow Hacom nhé.